Bạn có bao giờ tự hỏi kem cô gái tóc xù có trắng không? Hay có bị ăn nắng hoặc nổi mụn không? Đó cũng là những câu hỏi mà shop mình nhận được từ khách hàng mỗi ngày, và trong video này chúng ta sẽ tìm hiểu câu trả lời cụ thể. Chúng ta sẽ khám phá sự thật về việc có được làn da trắng sáng chỉ sau 28 ngày sử dụng kem cô gái tóc xù Thái Lan hay không, cũng như nó có ăn nắng và trị mụn không nữa. Ngay bây giờ, hãy cùng shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp bên mình đi tìm câu trả lời nhé. Nếu bạn đang tự hỏi liệu kem cô gái tóc xù có thực sự làm trắng da không, shop mình cũng hiểu rằng đó là một câu hỏi quan trọng đối với bạn. Để trả lời câu hỏi của bạn, shop mình muốn chia sẻ với bạn những review của khách hàng đã sử dụng kem này, đó là những đánh giá chính xác của những bạn đã trải nghiệm thực tế. Tuy nhiên, để đạt được kết quả tốt nhất, bạn cần sử dụng kem đều đặn và kết hợp với một chế độ chăm sóc da đúng cách. Điều quan trọng hơn là khi sử dụng kem này là phải có sự kiên nhẫn và kiên trì, vì kết quả không đến ngay lập tức mà cần thời gian để thấy được sự cải thiện. Hãy nhớ rằng làn da mỗi người đều khác nhau, vì vậy kết quả có thể khác nhau đối với từng người. Nhiều chị em khi sử dụng kem cô gái tóc xù này luôn tự hỏi liệu kem cô gái tóc xù có ăn nắng hay không. Thật sự, việc bảo vệ làn da của bạn trước tác động của ánh nắng mặt trời là điều rất quan trọng và cần thiết. Với kem cô gái tóc xù, bạn có thể sử dụng nó như một phần của chế độ chăm sóc da hàng ngày của mình, đặc biệt là trong những ngày nắng nóng. Kem cô gái tóc xù không bị ăn nắng, nhưng cũng không thể vì kem không ăn nắng mà bạn chỉ bôi kem và vô tư đi giữa nắng được. Để đảm bảo hiệu quả tốt nhất, hãy kết hợp kem cô gái tóc xù với kem chống nắng chuyên dụng phù hợp với da của bạn. Điều này giúp bảo vệ da của bạn khỏi các tác động có hại của tia UV và ngăn ngừa sự hình thành của đốm nâu và nếp nhăn. Đừng lo lắng quá nhiều về vấn đề mụn, bạn không phải chịu đựng một mình. Cùng với sự phát triển của công nghệ và sự tiến bộ trong ngành làm đẹp, có rất nhiều giải pháp cho vấn đề mụn của bạn. Kem cô gái tóc xù của Thái không phải là kem chuyên trị mụn. Nó là kem dưỡng trắng da và hỗ trợ trị nám. Trong kem có một số thành phần giúp cho nhiều bạn hợp kem này, da trở nên ít mụn hơn. Tuy nhiên, bạn cũng nên cân nhắc là da hợp kem thì mới đỡ và giảm mụn, chứ kem cô gái tóc xù không phải là kem trị mụn. Nên tùy vào tình trạng mụn mà bạn nên sử dụng kết hợp một loại kem hoặc serum chuyên trị mụn, và sử dụng kết hợp kem dưỡng da cô gái tóc xù này thì mới đạt kết quả tối ưu. Bạn có thể liên hệ để được tư vấn kỹ hơn nhé. Ngoài việc giúp làm sạch da và kiểm soát dầu, nhiều sản phẩm cô gái tóc xù còn chứa các thành phần làm dịu da và giảm vi khuẩn, giúp làm giảm việc hình thành mụn. Tuy nhiên, để đạt hiệu quả tốt nhất, hãy kết hợp kem cô gái tóc xù với một chế độ chăm sóc da đúng cách và thường xuyên. Bên cạnh đó, nếu bạn đang phải đối mặt với mụn nặng hoặc mụn nhạy cảm, việc tham khảo ý kiến của bác sĩ da liễu là rất quan trọng. Họ sẽ cung cấp cho bạn sự tư vấn và phương pháp điều trị phù hợp nhất với tình trạng da của bạn. Nếu có bất kỳ câu hỏi nào khác, đừng ngần ngại liên hệ với shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp nhé. Việc tìm kiếm một địa chỉ uy tín để đầu tư cho vẻ ngoài của bản thân là điều vô cùng quan trọng. Tại shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp, bên mình tự hào là một trong những lựa chọn đáng tin cậy của bạn. Bên mình cam kết cung cấp những sản phẩm chính hãng, chất lượng cao nhất, giúp bạn tỏa sáng và nâng cao vẻ đẹp tự nhiên. Đầu tư vào sắc đẹp không chỉ là việc chăm sóc bên ngoài, mà còn là cách để tự tin thể hiện bản thân. Đừng ngần ngại chi tiêu cho nhan sắc của bạn, bởi đây chính là khoản đầu tư xứng đáng cho tương lai. Đừng quên, sự tự tin và rạng rỡ bắt đầu từ việc bạn chọn lựa sản phẩm chính hãng. Hãy để shop Giúp Bạn Trẻ Đẹp đồng hành cùng bạn trên hành trình làm đẹp này.